Dạ, xin chào anh chị và quý khách hàng nha. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 rồi. Thì hiện tại số lượng xe tại Toàn Trung bên em cũng đang có khá là nhiều. Thì hôm nay em Xuyên sẽ quay một video giới thiệu nhanh những mẫu xe hiện tại bên em đang có để anh chị tham khảo mua sắm nha. Chứ gần hết tháng 6 chuẩn bị qua tháng 7 rồi anh chị. Mời anh chị cùng theo em Xuyên nha. Dạ, em sẽ đi từ ngoài vô trong là giới thiệu các mẫu xe bên em đang có cho anh chị nha. Thì đầu tiên là chiếc Fortuner. Xe này thì đời 2009 nha anh chị. Máy xăng. Bên em đang bán với giá là 299 triệu nha. Ô đô hiện tại của xe thì tầm 133 ngàn nha anh chị. À em xin lỗi, xe này thì số tự động này và máy xăng nha. Lên được cam hành trình rồi nè anh chị. Em sẽ quay sơ một vòng nội thất để anh chị tham khảo luôn nha. Dưới đây là hai chiếc Zinger. Một chiếc 165 triệu đời 2009 đó nha anh chị. Xe này thì bị khóa mất rồi. Chiếc này thì 189 triệu nha anh chị nha. Hai chiếc đơn giờ khóa chìa khóa để ở trong rồi. Dưới đây là một chiếc Matic nè anh chị nè. Tầm mấy chục triệu thôi, xe này bên em mới thu được. Xe đời 2006 nha anh chị. Đang xin giá, khóa mất tiêu rồi, xe này số sàn. Anh chị nào quan tâm chiếc này mà tập lái rồi nè thì liên hệ bên em nha, có giá bên em báo cho. Đời 2006 số sàn. Xe này chắc tầm mấy chục thôi anh chị. Bên em làm giá chính xác rồi rồi. Bên em báo với anh chị nha. Đi vô trong nhà. À, tiếp theo là một chiếc xe màu đỏ Kia Morning. Xe này thì số tự động nha anh chị. Sản xuất 2018. Odo là 58.000 cây. Bên đang bán là 325 triệu. Thì em sẽ quay cái bảng giá để anh chị tham khảo luôn. Đây, nội thất bên trong còn khá là đẹp nha anh chị. Rồi, tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai i10 màu trắng. Xe này thì số sàn nha anh chị, bạn đủ đời 2021, Euro 12.000 cây. Bên em đang bán là 375 triệu. Đây, bên trong nội thất ghế da. Dưới này sẽ là một chiếc Mazda 2 đời 2013 nha anh chị. Xe số tự động. Bên em đang bán là 299 triệu. Odo hiện tại 60.000 cây nha. Nội thất bên trong ghế da còn tương đối cho mình. Tem rồi cũng còn đủ này. Dưới đây thì là một chiếc i10 số tự động nha anh chị. Xe này thì đời 2020. Odo hiện tại 48.000 cây. Bên đang bán là 355 triệu nha. Mẫu này thì là hatchback cho anh chị. Một chiếc số sàn trên kia thì là bản sedan hai đầu. Ở dưới đây thì là một chiếc Vios số sàn đời 2019. Xe này thì Odo hiện tại là 57.000. Bên em đang bán là 399 triệu nha. Màu như màu vàng đồng anh chị. Tiếp theo bên này là một chiếc Crew số sàn đời 2017 nha anh chị nha. Bên em đang bán là 279 triệu. Odo 86.000 cây, số sàn nha. Trên này là một chiếc Accent 2023 số sàn nha anh chị. Bên em đang bán là 465 triệu. Xe này thì mới lướt có 75 cây thôi anh chị. Mới tinh tình tình luôn. $485 triệu cho chiếc 2023 số sàn. Lướt 75 cây nha.
Trên này là một chiếc CTRS. Thông tin xe này thì 2021, Euro 41.000 cây, VN nó bán là 499 triệu anh chị nha. Trên này là một chiếc xe màu đỏ Accent ATH đời 2021 nha anh chị. Xe này thì số tự động. Bên em đang bán với giá là 485 triệu bao rút hồ sơ. Model hiện tại 24.000 cây. Cửa sổ trời đầy đủ. Tiếp theo là một chiếc Cerato đời 2009 nha anh chị. Xe này thì số tự động, hàng nhập Hàn Quốc. Bên em đang bán với giá là 275 triệu. Euro hiện tại tầm 135.000 cây nha. Có cửa sổ trời luôn nha anh chị nha. Bên này sẽ là một chiếc Soluto bên em mới lên. Mới mất điện xong là chưa kịp in giá. Xe này thì đời 2019, số sàn. Bên đây nó bán là 329 thì vậy. Odo hiện tại là 26.220 nha anh chị. Có giá thì bên em in giá. Mới mất điện xong. Dưới đây thêm cho mình một chiếc Cerato đời 2019. Bên em đang bán là 525 triệu, Odo 22.000 cây. Xe này thì bản 2.0 nha anh chị. Nội thất bên trong, ghế da hai màu, ghế chỉnh điện luôn nha. À, dưới đây là một chiếc Elantra nha anh chị. Xe này thì đời 2020, Odo 35.000 cây, bên em đang bán là 519 triệu, xe thì bản 1.6 đặc biệt. Thất bên trong còn rất đẹp nha anh chị. Cửa sổ trời, số có bọc lót sàn rồi cho mình đầy đủ. Dưới đây thì là một chiếc Kia K3 đời 2022 nha anh chị. Bản 1.6 turbo. Bản GT 1.6 turbo. Bên đang bán là 689 triệu nha. Xe này thì gốc Gia Lai này. Đó. Nội thất ghế da rất là đẹp, ghế chỉnh điện có tính năng nhớ ghế này. Cái chỗ đây nó bị mắc ngay cái cục đây này, em không mở được nha, anh chị thông cảm nha. Dưới này tiếp theo cũng là một chiếc Kia AK3 đời 2022, bản premium nha anh chị. Xe này thì bên em đang bán là 639 triệu, Euro 9.000 cây thôi. Xe này thì màu xanh thì cũng khá là đẹp nè anh chị. Đó, ghế chỉnh điện, nhớ ghế đầy đủ luôn. Màn rim theo xe khá là bự nè. Hiện tại thì số lượng xe bên em cũng đang khá là nhiều anh chị, nên là để nó hơi chật chút xíu anh chị thông cảm nha. Không có cái đường qua đâu, em đi đường phía trên. Anh chị tham khảo chiếc nào thì anh chị cứ chụp màn hình lại nha. Rồi anh chị khi liên hệ các số Zalo bên em. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chiếc xe mà anh chị đang quan tâm thắc mắc nha. Đây chiếc xe bên em vừa mới lên luôn anh chị. CTRS 2022 nha. Xe này thì chưa có giá rồi. Bên em đang làm giá, có giá thì em sẽ cập nhật cho anh chị ha. Lên màn hình rồi nè anh chị. Vừa mới lên luôn. Vừa mới rửa dọn xong. Rồi, anh chị nào quan tâm chiếc này thì cứ liên hệ em để em báo giá nha anh chị. Rồi tiếp theo một chiếc Elantra 2020 bản 2.0 nha anh chị, Odo 24.000 cây, 545 triệu.
Giang còn rất là mới, rất là đẹp nha anh chị. Cái siêu chưa lột hết luôn. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe VinFast Lux A. Xe này thì gốc Gia Lai, đời 2020 bản bay nha anh chị. Ô đô mới 28.000 thôi nè. Bên em đang bán là 575 triệu nha. Đây, ấy da. Nội thất bên trong rất là rộng luôn. Màn hình siêu rộng, siêu to. Ui da. Nó hơi chật chút xíu. Nên là em mở hơi hé chút thôi nha anh chị nha. Rồi, dưới này là một chiếc Kia Soulmate. Xe này thì số sàn nha anh chị, đời 2022. Ô đô hiện tại là 13.000 cây. Bên em đang bán là 485 triệu nhé. Đây, nội thất bên trong còn rất là mới, rất đẹp nha anh chị. Chiếc Avanza dưới này thì đã chốt rồi nha anh chị. Chuẩn bị anh chị khách tới nhận nè. Đường này nó chật quá, nó không qua bên kia được luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Arondo. Xe 7 chỗ nha anh chị ha. Xe này là 2020, 15.000 cây, số sàn, hàng nhập Thái nha. Bên em đang bán là 449 triệu. Nội thất ghế nỉ nè anh chị, còn rất là sạch. Đây là một chiếc Avanza số sàn 2022 nha anh chị. Xe này thì mới lúc 19.000 cây. Bên em đang bán là 499 triệu nha. Hàng nhập Indo. Nội thất bên trong cũng khá là đẹp. Cái này thì nó bị hơi bị bong chóc rồi nè anh chị nha. Em quay cụ thể cho mình luôn. Bọc trần lót sàn là đầy đủ rồi. Theo là một chiếc Ford Territory đời 2022 bản Titanium nha anh chị. Xe này thì mới lúc 8.000 cây thôi. Bên em đang bán là 839 triệu nha. 5 chỗ nhưng mà rất rất là rộng rãi luôn. Đó. Nhìn vô nội thất là thấy rộng rãi sang trọng rồi này anh chị. Màn hình thì siêu rộng luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn nha. Xe này đi đường dài thì quá chi là hợp lý luôn anh chị. Ở dưới đây thì là một chiếc Xpander số tự động nha anh chị. Xe đời 2019, ô đô hiện tại 64.000. Bên em đang bán là 505 nha anh chị. Bên trong Xpander luôn luôn là một dòng xe chiến lược bên em, bán rất là chạy anh chị. Nhất là màu trắng nữa, màu trắng thì anh chị rất là chuộng rồi. Em đi bên này. Bên này cũng là một chiếc Xpander. Xe này thì 2020 nha anh chị nha. Ba chiếc bên em hiện tại đều là số tự động hết. Số sàn hiện tại bên em chưa có rồi. Xe này thì hiện tại ô đô 58.000. Bên em đang bán là 515 triệu. Xpander thì máy xăng 1.5 đi gia đình kết hợp dịch vụ. Bọc trần rồi các thứ. Xe này thì nó đổ mâm rồi này anh chị. Còn trên này là một chiếc 2021 nha, màu nâu. Bên em đang bán là 555 triệu. Ô đô hiện tại là 22.000 cây đây nha anh chị. Thông tin xe. Nội thất bên trong sẽ là một chiếc Toyota Rut đời 2018 nha anh chị. Xe này thì bên em đang bán là 499 triệu. Ô đô hiện tại là 44.000 cây, Indo nha. Xe 7 chỗ số tự động thì hiện tại đang có rất là nhiều sự lựa chọn á, anh chị tham khảo thử ha. Tiếp
xe là một chiếc bán tải BT50. Xe này thì số sàn nha anh chị. Xe này bên em đang bán với giá là 469 triệu. Xe đời 2019, Euro 65.000 cây nha. Màu xanh. Thì xe chưa được trang bị nắp thùng, anh chị có nhu cầu thì mình có thể lắp thêm nha. Một chiếc Everest 2023. Xe này thì mới lúc có 2.000 cây thôi anh chị, như mới. Bên em đang bán với giá là 1 tỷ 070. Hàng nhập Thái nha anh chị, lên được cho mình kia. Xe này thì bản tiêu chuẩn nhưng mà cũng đã lên cho mình cái cam 360 rồi. Máy turbo này. Nội thất bên trong này anh chị, mở ra còn mùi mới luôn á. Rất là không sử dụng rất là nha anh chị. Ở dưới đây thì là một chiếc Outlander nha anh chị. Xe này thì 2021, Euro 29.000. Bên em đang bán là 689 triệu, bản tiêu chuẩn nha. Bên này là một chiếc Carnival đời 2022 bản Signature nha anh chị. Xe này thì gốc Gia Lai luôn nè, mới lướt tầm 8.000 cây thôi. Bên em đang bán với giá là 1 tỷ 420 anh chị ha. Để mở nội thất bên trong. Đó, ghế chỉnh điện nè, nhớ ghế nè. Nội thất rất là sang trọng luôn, có tính năng sửa ghế các thứ nữa. Màn hình siêu rộng, có hai cửa sổ trời trước sau. Ghế phía sau thì rất là rộng rãi nha anh chị nha. Và tiếp theo sẽ là một chiếc bán tải Hilux. Xe này cũng số sàn luôn nha anh chị. Hiện tại hai chiếc bán tải bên em đều số sàn hết. Xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 589 triệu. Euro hiện tại 15.000 cây, hàng nhập Thái anh chị ha. Màu trắng luôn. Dạ vâng, và vừa rồi em Xuyên cũng đã quay một video giới thiệu nhanh những mẫu xe đang có tại Toàn Trung Gia Lai để anh chị tham khảo. Thì anh chị quan tâm mẫu này anh chị có thể chụp màn hình lại ha. Anh chị liên hệ các số hotline bên em, cửa hàng Gia Lai là 092 932 5679 gặp em Xuyên, hoặc gặp Vi là 0928 325 679, hoặc gặp Khoa 0777 262609. Ngoài ra thì xe bên em có hỗ trợ trả góp tại một số tỉnh thành nè. Rồi bên em có hỗ trợ là giao xe bù trừ, giao xe tại nhà. Anh chị có nhu cầu bán xe hoặc biết ai có nhu cầu bán xe, anh chị cứ liên hệ bên em nha. Nếu như mà bên em thu được, bên em sẽ gửi hoa hồng cà phê cho mình anh chị ha. Dạ vâng, và em Xuyên xin phép dừng video tại đây. Anh chị quan tâm mẫu này thì cứ liên hệ bên em để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ạ.